À, vâng, Sâm Tuấn Lan lại gửi lời chào lời kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy chim, bẫy cuốc đa đa bìm bịp chuồn đèn. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu một cái lô hàng mới về. Đây là loa AT108 phiên bản mới nhất của năm 2023, được anh em tin tưởng và sử dụng mua khá là nhiều. Dòng loa mới anh nhé, hàng loa chất lượng cao, hàng loa cao cấp. Anh em nào mà có nhu cầu loa lỗi bị hỏng hay là có lên đời thì có thể tham khảo dòng loa này nhé. Như thế trên hình đây, hôm nay bên em về số lượng rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ thì cũng alo trực tiếp, bên em sẽ tư vấn cho anh em. Là một cái dòng loa AT108 phiên bản mới nhất của năm 2023, kết nối Bluetooth qua điện thoại anh em nhé. Loa thì loa của nó là phiên bản mới nhất của năm 2023. Đây là cái dòng loa của nó anh em nhé. Loa này thì các bác thấy là loa màu đen, rất hầm hố anh em nhé, rất là xịn sò, tiếng rất là to anh em nhé. Và như các bác thấy trên hình đây, là khi anh em bật loa lên, ở bên này nó có hai cái... nó sẽ hiển thị cho các bác ở trên mặt loa này, một là chế độ pin này, pin còn bao nhiêu phần trăm này, và sẽ có chế độ bài ở đây nhá, bài. Đấy. Khi anh em nhận hàng thì sẽ đựng trong một hộp như này nhá. Đấy, có túi đeo loa, dây sạc đầy đủ anh em nhá. Đấy, túi đeo loa, dây sạc đầy đủ. Đấy, túi đeo loa luôn luôn ở bên dưới nhá. Đấy. Và một cái điều khiển đi theo anh em nhá. Điều khiển của nó thì vẫn là dùng chung con loại Q92, Q93, AT101, AT100 anh em nhá. Đấy, pin của nó điều khiển đây. Đấy, vẫn là pin 5C, pin 3 5C, 3.7V. Khi các bác hết pin các bác sạc pin, không phải mua pin luôn nhá. Đấy. Phụ kiện đầy đủ như vậy anh em nhá. Đấy, các bác có thể bây giờ em sẽ test thử cho anh em xem cái mẫu loa này nhá. Đấy. Đây các bác on này. Thì cái chế độ loa thì nó sẽ là cái này hết pin rồi. Chế độ loa các nhá. Đấy. Thì là nó cái mẫu về phiên bản thì cái loa này to, rất là to nhá. Đấy, rất là to luôn. Đấy. Tất cả là phiên bản tiếng Anh hết các nhá, phiên bản tiếng Anh. Pin của nó là AT108 này. Pin của nó như các thấy trên người như là 4000 anh em nhá. 4000 mAh. Đấy, 280W anh em nhá. Đấy, mẫu này nguồn sạc vẫn là nguồn sạc 9V. Đấy. Mẫu này tiếng rất là to hầm hố anh em nhá, nhìn rất là xịn sò, pin cũng rất là bền anh em nhá. Đấy. Nên là bên em mà nếu các bác mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp, bên em sẽ báo giá công khai 850.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà tặng các bác thẻ nhớ anh em nhá. Đấy, bao ship tận nhà tặng các bác thẻ nhớ đầy đủ tiếng chim. Đấy, nếu mà các bác mà không lấy thẻ thì giá chỉ có 800.000 đồng thôi nhá. 800.000 đồng là anh em đã sở hữu một chiếc loa AT108 rồi, sàng xịn sò anh em nhá. Đấy. Số lượng hôm nay bên em về rất là nhiều. Ngoài cung cấp mẫu loa AT108 này, bên em còn bán rất nhiều mẫu loa khác anh nhé. AT100, AT101, Q92, Q93, loa 898 và phụ kiện lẻ anh em nhé. Khi anh em có thể mua pin trong loa này, đấy, mua pin điều khiển này, pin dự phòng này anh em nhé. Hay là cái điều khiển này, anh em mà muốn mua lẻ thì alo trực tiếp bên em. Giá là 250.000 đồng một chiếc điều khiển như này anh nhé. Đấy, bên em bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, đấy là các bác mua lẻ. Một cái video rất là ngắn thôi. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào, tạm biệt các bác ạ.